Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo The Hill, trong ngày 28 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump đã hoàn tất cuộc tranh luận đầu tiên ở bang Georgia. Sau khi sự kiện kết thúc, các thành viên Đảng Dân Chủ đã tỏ ra lo lắng trước màn thể hiện của đương kim Tổng thống. The Hill dẫn lời một đồng minh của Tổng thống Biden cho biết, đây là một cơn ác mộng. Tôi không thể tin những gì mình đang chứng kiến. Chúng ta đang thua cuộc bầu cử một cách từ từ. Nghị sĩ Dân Chủ David Plouffe, cựu cố vấn của ông Barack Obama cho rằng ông Biden đã phơi bày điểm yếu về mặt tuổi tác trong cuộc tranh luận. Ông Plouffe nhận xét, vấn đề lớn nhất mà các cử tri đang dao động quan tâm là tuổi tác của hai ứng viên. Tổng thống Biden chỉ hơn ông Trump 3 tuổi, nhưng tối nay họ như thể cách nhau 30 tuổi. Matt Gorman, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa và cựu cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của Thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina cho biết, ông Biden đang yếu thế hơn trên mọi phương diện. Những chính sách, quân bài chính trị của ông đang không được thực hiện hiệu quả. Andrew Yang, một thành viên của Đảng Dân Chủ đã từng tranh cử Tổng thống vào năm 2020, viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng tôi đã tranh luận với Joe Biden 7 lần vào năm 2020. Tuy nhiên, trong năm nay, ông ấy như một con người khác, không còn giữ được phong độ như trong quá khứ. Henrietta Chase, giám đốc nghiên cứu chính sách kinh tế tại công ty tư vấn Veda Partners, nhận định dù cựu Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều lập luận chưa thuyết phục vào tối nay, triển vọng tranh cử vị trí đứng đầu Nhà Trắng của ông vẫn sáng hơn nhiều so với Tổng thống Biden. Những quãng ngập ngừng của thành viên Đảng Dân Chủ đã khiến nhiều chính trị gia không khỏi thất vọng. Frank Lund, một nhà chuyên gia chính trị cho biết, không phải về chính sách của ông Biden, màn trình diễn tối nay của ông ấy thật sự đáng thất vọng. Tuy vậy, Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn tỏ ra lạc quan về màn thể hiện của ông Biden. Mọi người có thể tranh cãi về phong cách tranh luận, nhưng Tổng thống đã thể hiện được rõ quan điểm của mình. Đúng là ông ấy xuất phát tương đối chậm, nhưng đã về đích một cách mạnh mẽ. Bà Harris cho biết như vậy. Về phía đương kim Tổng thống, ông chủ Nhà Trắng không hề cảm thấy sức ép sau sự kiện ở Georgia và đang hướng tới cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 9. Ông Biden nói tại bữa tiệc sau cuộc tranh luận rằng ông Trump chỉ là một kẻ nói dối. Hãy tiếp tục, chúng ta sẽ đánh bại ông ấy. Hẹn gặp lại vào lần tiếp theo. Bên kia chiến tuyến, Đảng Cộng Hòa tỏ ra vô cùng tự tin với màn thể hiện của ông Trump. Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ thậm chí còn tuyên bố chiến thắng trước khi cuộc tranh luận khép lại. Đội ngũ của ông Trump nhận xét, tối nay ông Trump đã thể hiện một màn tranh luận xuất sắc trước các cử tri. Đây là một chiến thắng tuyệt vời. Trong khi đó, Tổng thống Biden lại thể hiện dưới kỳ vọng dù có một tuần chuẩn bị. Hai ứng viên là ông Joe Biden và ông Donald Trump đối đầu tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm và một cựu Tổng thống tranh luận với nhau. Cả hai ông Biden và ông Trump từng tranh luận hai lần trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Nhưng vị thế của họ và bối cảnh chính trường khi đó hoàn toàn khác so với bây giờ, dẫn đến một loạt thách thức mới dành cho họ thời gian tới. Trong 2 phút cuối cùng, ông Trump đã đưa ra thông điệp kết thúc, cáo buộc ông Biden đã để cho chiến tranh bùng nổ khắp thế giới và vấn đề di cư trở nên hỗn loạn. Ông Trump nói về ông Biden rằng, như nhiều chính trị gia khác, người đàn ông này chỉ là người hay than phiền. Tất cả những gì ông ấy làm là khiến đất nước chúng ta không an toàn bằng cách để cho hàng triệu và hàng triệu người tràn vào. Ngoài ra, ông Trump đề cập tới hai cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới. Ông Trump nói rằng cuộc chiến của Israel tại giải Gaza và xung đột Nga-Ukraine là không bao giờ nên xảy ra. Ông Trump nhấn mạnh quan điểm ảm đạm về tình hình hiện tại. Trong 3 năm rưỡi, chúng ta đã sống trong địa ngục. Chúng ta đang ở trong một quốc gia thất bại, nhưng nó sẽ không còn thất bại nữa. Chúng ta sẽ làm cho nó vĩ đại trở lại. Còn trong phát biểu kết màn của mình, ông Biden tập trung vào vấn đề thuế, đổ lỗi cho ông Trump vì đã làm tăng thuế và lạm phát. Ông Biden đặt ra câu hỏi, xin được hỏi bất kỳ ai trong khán giả hoặc bất kỳ ai đang xem cuộc tranh luận này, bạn có nghĩ hệ thống thuế là công bằng không? Và khẳng định, nước Mỹ đã có những tiến bộ đáng kể về các vấn đề như thuế, cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau tình trạng ông coi là thảm họa mà ông Trump để lại. Ông cũng nói rằng, đề xuất tăng thuế quan thêm 10% của ông Trump sẽ tương đương với việc áp thuế lên người tiêu dùng hàng ngày và đẩy lùi nỗ lực tăng cường khả năng của Medicare trong việc thương lượng giá của một số loại thuốc cho người cao tuổi. Ông Biden kết thúc phát biểu của mình bằng cách ca ngợi các thành tựu của chính quyền mình trong việc hạ giá thuốc và giảm thâm hụt liên bang. Ông Biden kết luận, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để hạ thấp lạm phát và giúp người dân nhẹ nhõm hơn. Trước đó, ông Trump và đội ngũ tranh cử của ông đã liên tục cố gắng tận dụng sự không hài lòng của người dân Mỹ về nền kinh tế để công kích ông Biden. Trong các bài phát biểu, ông Trump thường xuyên cáo buộc Tổng thống đương nhiệm không làm được gì nhiều để giải quyết vấn đề chi phí thực phẩm và nhà ở ngày càng tăng cao. Ông cũng đổ lỗi cho các chính sách của chính quyền ông Biden đã góp phần gây ra lạm phát. cho rằng chi tiêu chính phủ tăng đã khiến chi phí tăng vọt. Gần đây, ông Trump đã cố gắng liên kết thông điệp của ông về nhập cư với nền kinh tế, cho rằng việc ông Biden xử lý làn sóng người di cư gia tăng đã làm tăng chi phí. Để củng cố lập luận của mình, ông Trump thường xuyên đề cập đến chi phí xăng dầu và năng lượng mà ông cho rằng nó thấp hơn đáng kể trong thời gian ông cầm quyền. Ông cũng cam kết sẽ giải quyết bằng cách tăng cường khoan dầu. Ông Trump cũng thường xuyên hỏi cử tri liệu họ có khá hơn trong thời gian ông cầm quyền hay không, nhấn mạnh rằng ông được kế thừa nền kinh tế đang phát triển tốt của Mỹ khi ông lên nắm quyền và nền kinh tế đó tiếp tục phát triển hơn nữa khi ông còn đương chức. Còn ông Biden và đội ngũ tranh cử của ông từ đầu đã bày tỏ họ sẽ công kích đối thủ trong vấn đề phá thai và nền dân chủ. Hai vấn đề mà các cuộc thăm dò cho thấy cử tri đặt niềm tin vào Tổng thống đương nhiệm nhiều hơn người tiền nhiệm. Tổng thống Biden và ông Trump đã có cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên vào ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ ở Atlanta. Thông thường thì hai ứng cử viên sẽ tiến hành tranh luận sau khi đã được đảng của họ chính thức đề cử, nhưng truyền thống này đã không diễn ra trong năm nay. Mặc dù cả hai ứng cử viên đã đủ số đại biểu để đại diện cho đảng, nhưng phải đợi tới Đại hội đảng vào giữa tháng 7 đối với đảng Cộng hòa và tháng 8 đối với đảng Dân chủ thì họ mới chính thức được đề cử. Cuộc tranh luận này cũng được coi là màn tái đấu đầu tiên trong một cuộc tranh luận của ông Biden và ông Trump kể từ cuộc bầu cử năm 2020. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ giữa hai ứng cử viên cao tuổi nhất và là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bước vào màn so găng trên đài CNN mà không có một cái bắt tay nào, ông Biden, 81 tuổi và ông Trump, 78 tuổi, đã tranh luận về nhiều vấn đề từ kinh tế, phá thai, nhập cư cho tới xung đột Israel-Hamas và xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc tranh luận, cựu Tổng thống Trump đã công kích người kế nhiệm Biden khi được hỏi về giải pháp để các dịch vụ chăm sóc trẻ em trở nên dễ tiếp cận hơn từ hai người điều phối chương trình. Ông Trump nói, ông ấy là Tổng thống Mỹ tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu ông ấy thắng cử, đất nước chúng ta sẽ không có cơ hội thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Thậm chí chúng ta sẽ không còn nước Mỹ. Ngay lập tức, ông Biden đã đáp trả bằng lập luận tương tự, đồng thời tuyên bố ông Trump hầu như không làm gì cho việc chăm sóc trẻ em trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng cho rằng Mỹ cần tăng tín dụng thuế chăm sóc trẻ em, tăng số lượng việc làm cho cha mẹ đơn thân và khuyến khích các doanh nghiệp có cơ sở chăm sóc trẻ em. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Joe Biden cũng liên tục công kích những lùm xùm pháp lý mà đối thủ đến từ Đảng Cộng hòa đang vướng phải và gọi ông Trump là tội phạm bị kết án. Ông Biden nói, hãy nghĩ đến tất cả các án phạt dân sự của ông Trump, ông đang nợ bao nhiêu tỷ đô la Mỹ tiền phạt. Cuối tháng trước, ông Trump đã nhận phán quyết có tội từ tòa án New York với 34 tội danh. Ngoài ra, ông Trump bị buộc tội phỉ báng nhà văn Jean Carroll, cũng như thổi phồng giá trị tài sản của mình để đảm bảo các khoản vay ưu đãi. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận phán quyết mà tòa án đưa ra trước đó. Sau giờ nghỉ đầu tiên, theo thống kê, ông Donald Trump đã sử dụng 40 phút 12 giây tranh biện, trong khi tổng thời gian của ông Joe Biden là khoảng 35 phút 41 giây. Mặc dù cả hai ứng cử viên đều có cơ hội trả lời như nhau, họ có thể lựa chọn không dùng hết quỹ thời gian cho phép để phát biểu. Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng những điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine là không thể chấp nhận được. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố cuộc xung đột sẽ chỉ chấm dứt nếu Kiev từ bỏ 4 vùng lãnh thổ Moscow tuyên bố sáp nhập và nỗ lực gia nhập NATO. Khi được hỏi tại phiên tranh luận với Tổng thống Biden ở Atlanta rằng những điều khoản của ông Putin có thể chấp nhận được với ông hay không, ông Trump đã trả lời rằng không, chúng không thể chấp nhận được. Cũng trong phiên tranh luận này, ông Trump cho rằng nếu chúng ta có một Tổng thống thực sự, một Tổng thống biết Tổng thống Putin coi trọng điều gì, thì Nga đã không tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo CNN, trong thời kỳ làm Tổng thống, ông Donald Trump đã gọi NATO là lỗi thời và nhiều lần khen ngợi Tổng thống Putin cũng như đứng về phía nhà lãnh đạo Nga thay vì tình báo Mỹ trong cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Cựu Tổng thống Trump trước đó cũng cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, song ông không cung cấp thông tin chi tiết về việc sẽ làm như thế nào. Ông Trump tuyên bố, ngay sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, ông sẽ giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ từng tuyên bố tại một chiến dịch tranh cử ở New Hampshire vào năm ngoái rằng ông sẽ mất không quá một ngày để giải quyết cuộc xung đột này nếu đắc cử. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phản bác việc ông Trump nỗ lực thúc đẩy các đồng minh châu Âu dành thêm ngân sách cho quốc phòng. Ông Biden nói, đây là người đã muốn rút khỏi NATO. Ông cho biết thêm rằng, ông đã kêu gọi 50 quốc gia khác hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga. Ông Biden cũng mạnh mẽ đáp lại những bình luận của ông Trump về NATO và nói rằng, ông ấy không biết mình đang nói gì. Theo một cuộc thăm dò dư luận của AP-NORC hồi tháng 2 năm 2024, cứ 6 trong 10 người Mỹ coi tư cách thành viên NATO là một điều rất tốt hoặc phần nào tốt cho Mỹ, trong khi khoảng 1/4 những người được hỏi cho rằng điều đó không tốt cũng không xấu, và chỉ khoảng 1 trong 10 nói rằng điều đó rất hoặc hơi xấu.